Cả nhà, hôm nay em sẽ làm một bộ tháp treo pink and white cho mấy anh chị coi ombre nha. Thì cũng nhiều anh chị mới biết làm tháp cho nên cũng thắc mắc là không biết làm mấy cái mẫu design thì nó có dễ hay không. Thì bắt đầu bây giờ em sẽ làm một bộ cho mấy anh chị coi từ đầu tới đuôi luôn. Và mình làm bộ móng o mình. Thì ở đây là mình đang có móng coffin, cái dạng móng nhọn thẳng á. Mình cắt ngang thành coffin rồi. Thì giờ muốn cắt o mình thì mình sẽ dùng cái kềm cong này nè. Em bấm hai bên nhìn nó sẽ ra nó cong cong tương đối giống như o mình vậy đó. Cái này thì em thích rồi, nó thấy nó dễ. Cho nó ra tương đối giống vậy rồi mình giũa ăn cái nữa thì nó sẽ dễ hơn. Tại cái design của cái đầu kềm này nó cong sẵn này nè, cho nên mình cắt một cái mọi người thấy nó ra gần như cái o mình xếp luôn không? Thì nó sẽ dễ hơn cho mình để khi mà mình muốn làm mấy cái xếp nhọn hoặc xếp o mình. Rồi. Em đẩy này xa đang chút cho mọi người dễ nhìn ha. Anh chị nào mà nhìn không được thì cứ nhắn tin comment vô để cho em biết nha mọi người nha. Rồi sau khi xong thì mình cứ đi giũa sơ lại cái shape, cái móng của mình muốn. Cái bước này thì mình giũa xếp tương đối thôi, không có cần phải gọi là ra hoàn thiện cái móng luôn đâu. Thì khi mà mình đắp bột xong á, mình đắp treo xong á, mình sẽ quay lại mình giũa. Lần đó thì nó lần cuối nó sẽ có treo lên và mình final cái bộ móng nó dễ hơn. Còn bây giờ là mình chỉ giũa sơ sơ để cho nó định hình ra cái móng tương đối chút xíu nữa mình đắp theo cái khung này là được rồi. Nhưng mà Ngân vẫn thích giũa trước. Tại vì khi mà mình để nó dày mà mình đắp lên rồi á, mình giũa thì mình thấy là cực hơn. Tại vì nó có cái treo lên thì nó sẽ dày hơn và lúc này giũa nó cực hơn chút. Giũa trước đỡ hơn. Mọi người thấy là cái móng này khi mà mình cắt thì nó ra cái khuôn sẵn cho mình đúng không? Nó ra cái shape hơi bầu bầu sẵn thì tới lúc mình giũa nó cũng dễ hơn nè. Rồi sau khi xong thì mình sẽ bắt đầu mình giũa cái mặt móng nha. Cái này móng này là mình đắp treo cho nên là khi mà mình làm trước khi làm thì mình cũng phải giũa cái mặt móng cho nó sần lên. Và lúc này mình làm ombre cho nên là mình cũng giũa luôn cái phần móng, cái chỗ nối móng này nè, cho nó nằm sát xuống và giũa sần cái đầu móng. Mặc dù là mình đắp treo bột thì mình không có cần phải giũa sần cái đầu móng đâu, cái đầu nhựa, cái móng nhựa đó, nhưng mà đắp treo thì bắt buộc là mình phải giũa cho nên là sẽ chốc ra. Tại treo nó không có cái độ bám mà trên móng nhựa bóng nó phải sần thì nó mới có cái độ bám. Ok rồi, rất là nhanh phải không anh chị? Khi mà đi này nè, Ngân hay đi xéo vậy mình thấy là nó không có dễ bị sốc cái móng của khách. Nằm đi xéo nó vừa khô vừa hết cái móng của mình nhanh và nó vừa không có dễ bị sốc. Ok rồi, sau khi xong là từng bàn tay ha. Bắt đầu giờ bàn tay này á, em sẽ đi bê nha, bê của tháp treo. Khi xài tháp treo thì bắt buộc là phải xài bê của tháp, cái độ bền của nó mới cao. Vì trong cái base này nó vừa có bonder then primer built in bên trong base thì cái độ bền của nó sẽ cao hơn. Còn mình xài những cái base bình thường á thì mấy anh chị lưu ý, nếu như mà mình xài là nó sẽ bị hở rất là dễ, nó không có đủ độ bám. Top á, thì mọi người có thể xài của hiệu nào cũng được, tại vì cái đó là cái bước cuối cùng sau khi mình làm móng xong rồi. Nhưng mà base á, thì mọi người phải xài chung với ta
nguyên cái hệ thống của tháp thì nó sẽ có cái độ bền cao nhất. Giống như tuần rồi em có làm một bộ refill á, mấy chị thấy là khách 4 tuần mọc ra dài, thiệt là dài luôn, mà vẫn không có cái móng nào hở hết. Prep móng cũng phải kỹ lắm đó, mình đảm bảo là không còn da chết tại nó là gel mà. Ok, hơ đèn. Sau khi bay xong thì mình sẽ cho đi hơ đèn 30 giây thôi nha, không cần hơ quá lâu. Rồi, đây mình sẽ sừng bê tay bên này. Chai này sắp hết rồi cho nên em phải cầm lên để sơn. Rồi, ngón cuối cùng đã là xong. Rồi, sau đó mình sẽ cho đi hơi đèn. Ok. Ở đây cái chai này nó bị dính cái treo ngay cái cổ, nhìn rất là ngứa mắt. Thường ở Bay Shop là em thích xài riêng chai thì mình bảo quản cái chai của mình nó dễ hơn. Rồi, bắt đầu quay tay, quay là tay bên này. Mình phủi bụi, cái mặt bàn có bụi á, nhìn nó khó chịu lắm. Nhất là làm treo á mấy anh chị, nên lúc nào em cũng phủi cho sạch hết mấy cái bụi. Thì không có cần phải xài giấy quá nhiều, chỉ cần xài một miếng linh phi để trên bàn vậy thôi. Và trong này nó có cái cọ, và cái nước mình xài là cái nước alcohol. Okay, xài hai miếng đi để mình chùi cọ cho nó dễ. Rồi, ở đây mình sẽ đi cái màu trắng trước ha. Trắng sẽ xem sẽ đi cái ngón cái nè, đi từ ngón cái đi ngược về mấy ngón bên kia. Ok, tip này là tip mới tinh luôn cho nên là mình sẽ nặng ra, nó hơi nặng hơn so với. Rồi, cái trắng này là cái trắng super white nha mấy anh chị nha. So mình có hai loại trắng, một loại là fan white là trắng nó không có quá trắng, vừa thôi. Có một loại American white và một loại là super white. Sorry cả nhà, cũng hơi tháo bao tay đi mấy anh chị, nóng quá. Em đeo bao tay không được, đúng là mỗi người thợ mỗi khác á mấy anh chị. Lưu ý là mình sẽ không có đi alcohol nhiều quá nha. Mình đè cho cái treo mỏng xuống nè, dùng lực vô cây cọ, dùng lực vô cây cọ đè cho treo mỏng xuống, nhưng không lấy quá nhiều alcohol, không có để alcohol nó tràn tùm lum trên mặt móng. Khi mình đắp á mà mình thấy alcohol nó tràn trên mặt móng tùm lum là mình biết là mình đã lấy quá nhiều rồi. Thì khi mình lấy nhiều alcohol thì nó sẽ giảm cái độ bám trên móng, nó sẽ dễ làm cho móng bị hở. Lấy vừa đủ một lượng ít thôi. Rồi, dư cái này thì mình để xuống ngón cuối cùng. Đẩy cho nó đều qua hai bên ha. Rồi sau đó nè, dùng lực vô cái cọ nè. Đắp tháp á, thì mình phải dùng lực vô cái cọ, đè cho cái treo nó mỏng xuống. Đẩy qua hai bên, từ bên ngoài ôm vô. Rồi, khi mà mình thấy nó rít và bắt đầu mình chuẩn bị mình vuốt á, là mình sẽ lấy thêm alcohol vào trong cọ cho cây cọ của mình nó mướt. Vuốt đều tay từ bên ngoài ôm vô. Cứ đẩy treo chia cho nó đều, xoay bên ngoài nè, ôm vô, quay qua bên ngoài đây, ôm gọn vô. Rồi, chỗ này đè cho nó nằm xuống, đè cho cái treo nó nằm sát xuống nè, mọi người thấy không, nằm sát xuống rất là mỏng luôn. Rồi sau đó vuốt chấm nhẹ thôi, vuốt treo đều tay từ trái quay qua phải, giữ cái độ dày cho nó đều. Đó, cái super white, cái màu mới này nó trắng, trắng tinh luôn á.
này là theo yêu cầu của khách hàng mới ra cái màu trắng này. Rồi, sau khi mình đẩy cho treo đi đều rồi đó, bắt đầu dùng lực vô đây nè. Như mọi người có comment gì thì mọi người có câu hỏi gì thì cứ đặt câu hỏi nha mấy anh chị nha. Em đang làm, với lại vừa làm một cái comment không có thấy. Em có thấy comment em đọc giùm chị nha. Mấy anh chị thấy dễ không mấy anh chị? Ai mà test qua, thử qua tháp rồi á là mọi người sẽ mê liền luôn á. Nó dễ làm quá. Đó, giờ mình đẩy nó đi theo cái vị trí của mình muốn trước đi. Rồi sau đó nhúng cây cọ vô alcohol, đè cho nó mỏng xuống hai bên để cho đủ trước khi mà vuốt á. Lấy tí xíu alcohol nữa cho nó mướt cây cọ và vuốt. Ok, rồi sau đó mình cho đi hơ đèn ha. Trong lúc hơ đèn thì mình quay qua mình làm tay bên này. Mình lấy thêm treo cho tay bên này. Mình cắt nè. Mạnh tay cắt dứt khoát vậy đó. Cái treo nó ra nó sạch hơn. Mạnh tay cắt bụp. Cái ngón út nhìn cục treo nó có nhưng mà thấy nó hơi thiếu thiếu, cảm giác là hơi thiếu thiếu. Cho nên em làm mấy ngón này trước để dư treo á, mình đưa qua cái ngón út sau cùng. Rồi ôm vô nha, hai bên ôm gọn vô. Lỡ mình nó có tràn qua bên ngoài đẩy nó vô cái. Rồi, nhúng alcohol nè, vuốt nhẹ nè. Vuốt cái phần giữa cho nó mỏng, thiệt mỏng hai bên ôm vô nè. Cái treo này nó không có chảy cho nên là nó cứ nằm yên cho mình vuốt thì mình cũng biết là khi mà mình nó không là chất lỏng. Cho nên khi mình vuốt á, thì mình cũng phải có một chút xíu lực thì cái treo nó mới đi. Còn nếu mà mình cứ khiều nhẹ nhẹ mà mình thấy treo không có đi thì lúc đó mình biết là mình phải thêm lực chứ không thôi là cục treo nó nằm đó hoài á. Mọi người nhìn thấy nè. Giờ em khiều nhẹ nhẹ đi, này cục treo nó cứ nằm như hoài là khiều nhẹ nhẹ nằm hoài. Nhưng khi mà mình vuốt có lực vô chút xíu vô trong cây cọ là cái treo nó đi liền à. Thì nó đã không chảy rồi thì mình cứ vuốt thôi, vuốt mạnh tay, mà nếu mà thấy nó mỏng quá đẩy ngược lại rồi vuốt ngược lại một lần nữa chứ tí xíu cho qua đó. Chỗ này dư nằm trên da mình cũng cho nó sạch, mình vuốt vậy luôn cho nó xong. Đè cái treo nằm sát xuống nha cả nhà nha. Rồi quay qua ngón này. Ngón này bắt đầu đè mỏng xuống. Đẩy lên chút xíu nữa. Nếu mà mình làm mà nó thấp quá đó, mình muốn nó cao lên đó thì cũng là dùng lực vào trong cái bụng của cây cọ đó để mà mình đẩy lên.
rồi đó, mọi người quay ngón nào nó cũng phải mỏng ở giữa vậy hết là được nè. Là sau đó mình cho đi hơi đèn ha. Rồi úp cái miếng này xuống nó dơ rồi, bắt đầu giờ tới màu hồng. Màu hồng thì mình sẽ cắt cái cục hồng cho nó tương đối với cái móng ở chỗ mình thiếu nè. Cắt lần 5 móng luôn. Rồi, cục này nhỏ hơn. Một bộ tháp đó, cũng nhiều đi hầu như là đi mấy cái demo show nào á, gặp mấy anh chị mà mới bỏ tháp vô trong tiệm hoặc là muốn bỏ tháp vô trong tiệm á, đều có chung một cái câu hỏi là tháp sẽ lấy giá như thế nào. Thì tùy theo cái tiệm của cái vùng của mình đi, tại vì mỗi một vùng á, cái định giá của nó khác nhau cho mỗi vùng luôn, mỗi tiểu bang luôn á. Thì ví dụ như Ngân nói là tiệm Ngân bên Florida thì Ngân thấy là giá cũng không có được cao lắm nha. Thì mình tính theo cái giá mà trung bình ở đây thì tiệm của Ngân cũng cao hơn những cái tiệm xung quanh chỗ mà tiệm của Ngân làm á. Đây nó hơi mỏng, thiếu treo. Thì Ngân cũng lấy cao hơn là cỡ 10 đồng rồi đó. Cho nên là bây giờ deep á thì Ngân lấy là 45. 45 thì Ngân lấy cái tháp treo nó sẽ là 55. Và khi full set 55 á, thì refill của nó là 45. Đó, cuối cùng mình lên cái cục dưới đây nè, lên phần cuối thôi. Đi cuticle cho nó đủ. Đẩy qua hai bên. Chỉnh cho nó đủ độ dày. Rồi chính giữa mình sẽ miết nhẹ cái. Cái này đụng nãy đụng cái con cái vô cái nó chảy thấy thương luôn nè. Nên nó hơi thiếu thiếu treo khúc giữa. Nếu mà nó bị thiếu treo khúc giữa thì mình cứ lấy treo mình bỏ vô đúng cái khúc giữa, cái khúc mà mối nối á. Thường cái chỗ mà thiếu hay không là cái mối nối nè. Thì cái cách của mình fix khi mà mình lỡ mình thiếu treo chỗ cái phần nào á, thì cái treo nó còn ướt mình cứ lấy mình để thêm vô. Rồi xong rồi mình miết xuống đây. Rồi ngón này khều chúng cái nó chảy tùm lum thấy ghê không, nhìn có vẻ nó thiếu rồi đó, cho nên mình lấy mình bỡ lên từ đầu luôn cho chắc đỡ mất thời gian. Nếu mà nó lỡ dính vô cuticle mình đẩy nó xuống rồi chỉnh cho nó tròn tròn không tràn nha mọi người nha. Hai bên ôm cho đẩy qua cho nó đủ treo nè.
Đẩy qua bên này cho nó đủ. Vô chính giữa, chỉnh cái độ dày, cái chỗ mối nối là chỗ quan trọng nhất. Cho nó đủ độ dày. Sau đó để em chip lên cái phần cuối cùng của móng dưới đây thôi. Quay qua bên này, quan trọng là lúc mà để treo lên đó, là mình chỉnh hai góc cho nó ôm vô và đẩy treo cho nó đi vòng vòng cho nó đủ cái độ dày trên cái mặt móng của mình. Rồi cuối cùng chỗ này nè, đè cho nó mỏng xuống. Sau khi mà đè cho nó mỏng xuống đó, ở ngoài phần đầu á, mình vuốt á, mình chỉ vuốt cũng ở phần đầu thôi chứ không có vuốt bên trong nữa. Móng này nắp lên chỗ trên giữa hơi nhiều. Nó là treo cho nên mình có thể vuốt đi bớt anytime. Rồi, sau đó mình sẽ cho đi hơi đèn. Lần này thì mình sẽ hơi đèn 60 giây ha. Là cái móng nó hoàn toàn xong luôn để cho mình đũa đó. Tháp treo sẽ chuẩn bị ra mắt thêm màu mới cho mấy anh chị cho mùa hè này nha cả nhà nha. Các cái tông màu của tháp đó thì nó không có quá là đậm đâu. Nó là cái dạng màu đa phần là những cái màu neutral cho khách hàng người ta dễ xài. Sẽ cố gắng có thêm những cái màu cover cho mấy anh chị nữa. Cái dòng treo này cái màu cover của nó còn ít. Tại vì để làm ra cái màu cover thì nó cũng rất là khó. Ok. Chị có thấy comment không? Không thấy comment luôn em. Vừa làm vừa đọc nó đây. Cần thì hỏi là bao nhiêu tiền là nãy chị nói rồi đúng không? Uh-huh. Còn em có like là Pink and White tab chưa em? Dạ có rồi. Pink and White thì giờ nó giống gì nè, nó giống như là mình đang làm ngón này đi, ví dụ em đang làm ngón này nè, xong rồi cái mình khất cái lấy cái đồ khất á, mình khất xong rồi sau đó mình hơ đèn rồi mình đắp cái white lên thôi. Pink and White của tab rất là dễ. Mà em có video rồi chị, để hồi nữa em cho em coi lục lại để em gửi cái link cho chị vô coi lại. Chị hỏi là hai chị Ngân cho em hỏi em mua tháp treo về làm mà không biết lý do gì mà đầu móng hay bị tách giữa treo và móng. Thiệt ra chị có thể chỉ cho em cách khắc phục không? Nếu tình trạng vậy thì khách sẽ tháo ra và không làm lại. Chị cho em ý kiến. Thông thường cái mà tách ra giữa tháp treo và móng thật á là do cái prep móng của mình nó chưa có kỹ ở những cái phần đầu móng và góc móng hai bên. Bên lại khi mà mình làm tháp á, mình đi cho nó thêm một tí xíu lực của cái dò trong cây cọ để cho cái treo nó nằm sát xuống móng người ta. Nghĩa là nó nằm sát được vô tất cả các cái khóe và nó ôm gọn hai bên, nó ôm vô như nè. Còn nếu như mà mình chỉ đi khều quá thì cái độ mà để nó cái độ ma sát để nó ôm cho cái form móng thật của khách đó, nó không có đủ thì có thể là nó sẽ chừa những cái space. Những cái space rất là nhỏ mà mình không có thấy được và từ đó thì nó có thể là chứa khi người ta làm việc á, nó chứa nước bên trong và nó tạo ra cái lift. Mình làm có lực tí xíu vô trong cây cọ nè. Để cho bảo đảm là mình đè các cái góc móng nè, bên ngoài ôm vô đây. Quay qua bên này, bên ngoài cũng ôm vô đây thì mình sẽ cover được cái form móng thật của người ta và nó sẽ ôm từ bên ngoài ôm vô đây, nó không có tạo độ hở. Còn nếu như mà mình chỉ quẹt nhẹ vậy nè. Đó. Mình quẹt mà nhẹ quá thì cái treo nó cũng đi xuống. Nhưng mà cái độ mà để cho mình press cho nó ôm vào trong cái móng thật á, nó không có đủ. Cái
cái màu này là cái màu màu neutral, nó cũng hơi sheer đó, cho nên mình làm nó dày tí xíu thì mình sẽ đỡ thấy nó có cái white line, không thôi nó sẽ dễ thấy white line. Mình hỏi có 4D là gì? Mới giá bao nhiêu? Cọ hả? Đâu có cọ 4D. 4D à? Không phải. Dạ em không hiểu câu hỏi, nó chị viết lại giùm em nha. Hết hồn. Ok, chúng nhẹ thì vuốt sơ cái lại là xong. Em có tấm hình kìa, tuần rồi đi Costco có chụp lại cho mấy anh chị để post lên cho mọi người tham khảo. Anh chị nào mà xài tháp treo á, tháp treo nhiều trong tiệm á, mỗi lần mình đi xem lớp hay Costco gì đó này, nó có đều bán alcohol, cái bình mà để mình xài là mình làm tháp nè, bán lần hai bình, bình 16 ounce hai bình luôn á, nó 16 hay 32 ra bình bự á mấy anh chị, hai bình có 5 đồng mấy à, trời ơi, em nói xài tháp xong mà tiết kiệm supply dễ sợ luôn, hai bình đó mình xài một tiệm luôn á, em cho xài hai bình đó là chắc cũng nhanh là 2 tháng. Mà có 5 đồng mấy à cả nhà. Rồi hết rồi đi. 60 giây. Rồi cái này là cái liên phi. Cái cách mà mình chùi này nè, cái chùi cái này nè. Đó là mình cứ để cái tờ giấy làm đôi. Kẹp nó lại yếu. Mới đi cuối cùng hôm qua thấy mình đang. Dạ đúng rồi, rẻ rề luôn á chị. Xài rẻ rề luôn á. Thay vì bình thường mình xài liquid. Liquid thì cũng một ga lông của liquid cũng ít nhất 100 mấy. Cho lọ rẻ nhất của nó đi thì cũng cỡ 80 rồi. Đằng này mình xài nguyên một một cái này mình xài hai bình đó, mình xài có 5 đồng mấy à. Tao nói nó rẻ, cực kỳ rẻ. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục mình lấy cái tờ tin phi nhúng vô alcohol, cái hũ mà alcohol mình xài đang xài cho khách đó đó, mình xài luôn, mỗi lần mình lấy mình không có cần phải lấy nhiều quá trong cái hũ đâu, mình làm từng khách rồi mình bỏ cái lượng alcohol trong đó, cho nên là mình làm trong cái hũ xong mình nhúng vô mình chùi cho khách luôn, để cho mình final luôn, xong cái phí này xong cái hũ này cho xong đi là mình clean rồi mình làm hũ mới. Sorry cả nhà, bữa nay nhìn cái ngón tay Ngân thấy ghê quá phải không, hai có cái tật kỳ cục vậy đó. Thấy da thấy móng mọc ra là bức. bức hay ghê vậy đó. Mình hơ đèn 60 giây á, là nó hoàn toàn nó khô vậy luôn nè. Mình chùi, mấy anh chị thấy là em chùi á, cái mặt móng em chùi sơ sơ vậy thôi, tại vì nó nhanh. Còn kỹ á, là kỹ bên trong cái gốc móng, cái khóe móng nè. Mình sẽ dũa cái khóe móng, cho nên mình chùi kỹ cái khóe móng đi cho nó không có bị chùi kỹ khóe móng cho nó không có bị dính cái đầu cọ, cái đầu dũa của mình chứ. Chị hồi nãy nói là nắng bông 3D bằng cọ mới. À, nắng bông 3D bằng cọ mới, phải cái video nãy chị chê làm không chị? Dạ rồi, vậy để mai mai có khách làm pink and white cho mọi người coi. Trời, hồi xưa mà làm, mỗi lần mà làm bột á, làm pink and white, ai mới ra nghề bị ám ảnh lắm, tại vì làm không kịp là rồi cắt nó không nét, rồi tùm lum hết trơn á, đắp không kịp á, canh cái không nét. Còn làm tháp á thì người mới ra nghề người ta làm pink and white cũng được, nó đâu khô đâu nằm đó, muốn cắt giờ nào cắt nó dễ. Đi đợt demo show lần rồi ở Virginia,
em nói là tùy theo là cái tâm mình muốn bao nhiêu, đúng không? Mình muốn học được là tự nhiên mình học được, không có phân biệt độ tuổi luôn á. Có một chị đi show là làm nail, chỉ làm chân tay nước thôi đó, mà chị nói là làm chân tay nước chủ không cho làm một. Lúc đầu vô chưa lên làm chân tay nước là người ta tuyển vô để làm reception trong tiệm thôi, rồi sau đó cho lên làm chân tay nước mấy năm rồi mà chưa được lên làm bột. Thì vô học vừa tháp nè, vừa móng úp nè, vừa gel builder, gel gel builder nè, là làm ngon lành luôn á. Cầm cọ lên làm ra bộ móng rất là mỏng, rất là khéo. Nó làm học xong bữa nay vui quá. Nhưng mà học lớp 3 ngày, mặc dù là trong một ngày á, tụi em dạy 3 kỹ thuật, mà mỗi kỹ thuật thì mấy anh chị có từ 2 tiếng để mình thực hành nè, vừa học vừa thực hành. Mà giáo viên đi vòng vòng, nói là demo, và cái đó là free training, nhưng mà free training mà dạy rất là tâm huyết nha cả nhà nha, chứ không phải nói là free rồi mình không coi nó là cái lớp đâu, không, mình đã bỏ thời gian đi để mà tạo ra cái free training, là mình cũng muốn cho các anh chị tới tham gia lớp đó, người ta học được để người ta về người ta làm. Phải nói tới thời điểm này là 95% các anh chị nào mà đã bỏ thời gian tới để học mấy cái lớp free training đó là bước ra là ai cũng làm được hết luôn, người nào cũng hớn hở. Lớp Atlanta, demo show Atlanta, mấy anh chị tới ra cũng học ngon lành. Có người đưa thợ Mỹ tới học nữa nha. Rồi demo show ở vài chi nhà cũng vậy. Có chị tội nghiệp lắm, đi demo show 11 giờ lớp bắt đầu mà chạy kẹt xe làm sao đó, 4 giờ chiều mới tới. Show 7 giờ đóng cửa, 4 giờ chiều chị mới tới luôn. Ngân ngồi Ngân training riêng cho chị, training riêng mà người ta có đủ đam mê á. Vòng 2 tiếng đồng hồ là làm được vừa tháp vừa bóng úp mà vừa làm được gel builder luôn, mà thực hành trên tay của Ngân luôn đó nha. Em nói là đủ đam mê à. Cái mà tụi em làm demo show để đi mấy cái tour, mấy cái training đó là cái tâm huyết tụi em bỏ ra để hỗ trợ cho mấy anh chị. Mấy anh chị đủ tâm huyết đi học là mấy anh chị sẽ làm được. Và cuối cùng lấy tay nghề là mấy anh chị lấy tay nghề thôi, chứ tụi em đâu lấy tay nghề. Phải không? Thì cái đó là mình học cho mình mà vui. Tại sao nó làm nghề nào cũng phải thấy cái kết quả nó mới vui. Rồi, sau khi dũa xếp đã xong, đó, quay lại, bàn tay thon thả liền luôn. Mình sẽ bắt đầu quay sang dũa cuticle y chang như là làm mấy cái khác, chứ không có gì khác nữa hết. Lúc này cuticle mình có thể đi bằng đầu dũa nào cũng được. Ở đây em xài cái con bit mới nhất của trong cái set tháp chill bit. Tháp thì cái dòng này đặc biệt là xài gel, cho nên là mình chỉ xài tới cái đầu, những cái đầu ceramic thôi, không bị nóng tay và nó cũng không có ăn móng người ta nhiều quá. Em xài cái đầu con nè, đi tròn từ trái qua phải, bung cái góc này ra. Đi mình đi cái cây dũa, mình đi như cái cây comba vậy đó, để nó chính giữa, quay từ phải sang trái, và nó sẽ có một cái độ ôm trên cái dòng cuticle y chang như cái cây comba luôn nha mọi người nha. Để chính giữa nè, quay qua trái, quay tròn sơ thẳng qua phải, vậy là xong cái dũa cuticle của mình. Nhớ là ngay chỗ mấy cái góc này nè, banh nó xuống để mình dũa vô sát như vậy, thì nó sẽ không có còn treo dính trên móng nữa, móng người ta sẽ hạn chế hở một cách tối đa luôn á.
Hỏi làm sao mà Ngân hay làm mấy cái video refill móng mà đi 3-4 tuần quay lại cũng còn nguyên là vậy, là do mình sau khi mình đắp xong mình dũa cho nó sạch sát chân luôn, dũa sát chân luôn, rồi sau đó khi mình đi thất khót á, nó sẽ có một cái lớp nó khô và nó siêu cái chân móng của người ta, thì như vậy móng nó mọc ra nước nó không có vô và nó không có tạo hở móng thì nó sẽ bền thôi. Nó không có bền là do cái móng nó bị hở móng. Còn khi mà móng nó không bị hở thì nó sẽ tạo ra độ bền rất là cao cho móng mình. Sau khi xong thì mình bóp phở cái tay của người ta nữa là xong này. Cái này cái mới cho nên mình chà sơ cái vết liền cái cho nó đỡ bí. Móng em gắn tiếp là loại móng hấp của em. Dạ không, móng em gắn là cái móng nhọn á chị. Móng nhọn mà cái loại thẳng á, cắt ngang là nó thành coffin, rồi sau đó em dùng cái kềm để kim cắt móng o mình, em cắt cái hai góc hai bên nữa thì nó thành móng o mình mà nó thẳng ở dưới bụng dễ hơn. Đây, vậy là xong. Sau khi xong thì mình chỉ cần phủ bụi thôi. Ngân làm livestream bên mình qua lại cho. Trời ơi chị, chị bé heo comment hồi nãy giờ nửa tiếng sau á, cái điện thoại của em nó mới hiện lên cho em đọc luôn á chị. Nãy giờ chị comment quá trời lâu rồi giờ nó mới cho em đọc á. Giờ chị để em coi em làm cái, em làm lại cái bộ móng thiên hình quay chùi vô trong cái góc cho nó sạch. Đợi sau khi xong thì em sẽ xài top gel ha. Top thì em chỉ có thể xài của bất kỳ hiệu nào cũng được, không nhất thiết phải là Tap nha. Xài chung dòng của nó thì nó có cái độ bóng nhất định của nó, còn mình xài riêng cũng không có vấn đề gì hết. Cái nào mà mình đang quen, đang có trong tiệm là mình xài cũng được. Ok. Rồi. Dạ chị, top thì xài loại nào cũng được. B thì chị xài cái loại của Tap nó mới bền. Nếu chị xài của mấy cái loại khác nó không có đủ cái độ bền, không có đủ cái độ bám đó, thì móng của mình nó dễ bị liếp. Thì chị thấy trong cái chai của base đó, nó có primer and bonder built in trong cái base của Tap rồi, cho nên nó sẽ tạo cái độ ok. Oh, em chưa hơ đèn mà phải không? Không hơ rồi á, hơ luôn cho xong thì mình sẽ sửa, tại bây giờ nó đang trong cái lúc mà nó giống như cái rau câu vậy đó, nó sạt mình sửa cũng không được. Sau khi mà mấy anh chị sơn top coat mà khách họ bị hư á, thì mình coi coi là cái móng người ta hư ở giai đoạn nào. Nếu mà cái top coat mà nó còn mới, nó còn ướt luôn á, thì mình có thể quét chồng lên cho nó mướt lại. Nhưng mà khi cái top coat của người ta đã lỡ hơ đèn mà cỡ mấy giây á, thì nó sẽ sọt để nó đang khô như rau câu rồi đó. Mình chồng top lên thì không được, nó sẽ kéo cái mặt nó dây,
kéo dài 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 xuống. Còn nếu như mà mình để cho nó khô luôn á, rồi mình buffer ngay cho cái đầu móng, cái chỗ nào mà bị hư á, là mình đi lại top coat nguyên móng á, nó sẽ dễ hơn cho mình. Rồi móng nào cũng vậy, thớp xong thì mình đi sơ một cái đường viền dưới như nè, để cho nó không có bị tràn, không có bị mất cái xếp móng. Rồi sau khi xong cái tay bên này nè đó, mọi người thấy là nó khô rồi á, thì nó có một cái lớp sần ở ngoài đầu nó bị hư gì nè. Lúc này mình buffer lại nguyên cái móng này nè, buffer cho nó mịn xuống, bóp luôn cái phần này. Phần này nó đang rất là bóng, mình không bóp thì nó sẽ dễ bị loang, cho nên là sẵn bóp thì mình bóp luôn lên trên. Rồi sau đó mình chùi cái này cái alcohol cho nó sạch ha. Sau khi xong mình đi lại thớp lần nữa là cái móng của người ta nó sẽ bóng, nó không có bị gồ ghề, nó không có bị chỗ dày chỗ mỏng nó gập ghềnh. Rồi, sau đó cho đi hơi đẹp. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thiện rồi. Hôm nay là em xài hai màu nha. Nude Pink là màu số 6 trong Pink and White Collection, và C1 Super White là cái này trong là Candy Collection. Thì anh chị nào mà xài trắng mà thích trắng tinh, trắng cho friend luôn á, là xài màu trắng này, Super White. Còn màu số 6 là mình làm một màu cũng đẹp, làm ombre cũng đẹp đó. Đây cái bộ móng ra nè. Rồi, thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi nha. Đây là cái cách làm ombre, ra bộ móng rất là đẹp và tự nhiên luôn, phải không cả nhà? Have a good day mấy anh chị. Hẹn gặp lại mấy anh chị ở video kế tiếp nha. Sẵn để đây chụp hình cho mọi người coi luôn. Rồi, bye bye cả nhà.